Các binh sĩ Ukraine ngày 7 tháng 4 đã khai hỏa lựu pháo từ một khu rừng gần Liman ở phía bắc khu vực Donetsk, miền đông nước này. Quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát Liman trong cuộc phản công đầu tiên ở miền đông vào tháng 10 năm 2022. Chỉ huy đơn vị pháo binh của Ukraine, anh Viktor, 27 tuổi, cho biết việc sử dụng lựu pháo rất thuận tiện vì nó cho phép các binh sĩ cơ động trên chiến trường. Chúng tôi có thể nhanh chóng di chuyển vào vị trí của mình, nhanh chóng nhắm mục tiêu và khai hỏa, sau đó rời đi. Vì vậy, đối phương không thể phát hiện và đáp trả chúng tôi. Oleksandr, một chỉ huy khác, cho biết đây là đơn vị chuyên nghiệp để trang bị vũ khí hiện đại. Kinh nghiệm chiến đấu và động lực chiến đấu của các thành viên trong đơn vị này tốt hơn so với nhiều đơn vị khác. Theo anh Oleksandr, Nga đã tăng cường tấn công bằng pháo binh vào mặt trận Liman trong những ngày qua, nhắm vào các cứ điểm của Ukraine. Trong nhiều tháng qua, quân đội Ukraine đã phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Nga ở phía đông, tập trung vào thành phố Bakhmut cách Liman khoảng 45 km về phía nam. Kiev hy vọng các lực lượng của họ có thể tiến hành một cuộc phản công trong vài tuần hoặc vài tháng tới để giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.